Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác hội năm 2022. Phát huy truyền thống dễ dàng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong năm 2022, nhiều hoạt động trọng tâm tiếp tục được Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa thực hiện có hiệu quả, như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đã trao tặng 450 suất quà tổng trị giá 135 triệu đồng. Cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, giúp đỡ 12 địa chỉ với tổng kinh phí trên 15 triệu đồng, trao 726 suất quà, một xe lăn cho người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 123 triệu đồng. Năm 2022, hội đã vận động hiến 315 đơn vị máu, vượt 61% chỉ tiêu. Tại buổi họp mặt truyền thống Hội Chữ thập đỏ, 43 cá nhân xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Long cũng khen thưởng 4 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022.